Vâng, xin kính chào quý vị khán giả, xin chào các bình luận viên. Vâng, vừa nhìn cái kết quả dự đoán là thấy anh em mình thấy tình hình bóng đá nó lộn xộn quá nhỉ. Chúng ta thì ổn định chứ, chúng ta cứ đoán sai suốt mà. Thấy toàn kết quả màu đỏ, nhưng mà tôi thấy rằng là rõ ràng là bóng đá giờ nó rất là nhiều bất ngờ, nhiều cái bất định mà chúng ta không thể lường được trước. Nó chơi tức là được màu vàng cũng khó rồi. Được màu vàng đã khó rồi. Sau những tuần rực rỡ có mấy cái màu xanh liền thì bây giờ lại kinh quá toàn màu đỏ. Rồi câu chuyện bóng đá Việt Nam trước. Philip Nguyễn đã nhận được quốc tịch Việt Nam và chắc chắn là anh ấy sẽ được gọi lên đội dự tuyển tham gia các cái giải đấu của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ tôi đặt ra một câu hỏi này. Cho từng canh một giữa Philip Nguyễn và Đặng Văn Lâm, Nam chọn ai? Nếu Nam huấn luyện viên là huấn luyện viên trưởng. Không ngần ngại điền ngay tên Philip Nguyễn ạ. Thực ra thì từ tôi chưa, sau đó tôi mới đấy. Anh Huy thì sao? Tôi là Philip Nguyễn. Philip Nguyễn. Không có đáp án khác. Thôi thế thì bây giờ tôi chỉ muốn nghe canh lý giải một chút tại sao lại là Philip Nguyễn nào. Với quan điểm cá nhân tôi thì là trình độ anh ấy là một trong những trình độ gốc Việt mà là có trình độ cao nhất của bóng đá Việt Nam từ trước đến nay. Người đã từng chơi ở giải vô địch quốc gia của châu Âu, người đã từng chơi ở Europa League, người đã từng được gọi lên tuyển Séc thì đương nhiên rồi, trình độ và chất lượng là không hề bàn cãi. Thứ hai, về mặt chuyên môn, anh ấy đáp ứng đầy đủ tất cả những yếu tố mà chúng ta cần, đặc biệt là Philip Chuzier cần. Chúng ta quan sát những trận đấu gần đây của đội tuyển Việt Nam, rất thích phát động tấn công từ phần sân nhà, nhưng chúng ta hãy nhìn cách mà Đặng Văn Lâm triển khai bóng, hầu hết là những tình huống phá bóng và những tình huống đơn giản thôi, không có những đường chuyền mang tính chiến thuật cao. Nhưng với Philip Nguyễn thì anh ấy đáp ứng đầy đủ tất cả những yếu tố mà Chuzier cần, chiều cao là lý tưởng với hoàn hảo những pha bắt bóng bổng, cùng với đó là khả năng chọn vị trí, khả năng xử lý bóng rất là thông minh trên sân và đặc biệt là khả năng chơi chân xuất sắc. Những cái đường chuyền của anh ấy có ý đồ chiến thuật, những đường chuyền của anh là những sự kết nối và để phát động tấn công cho đội bóng của Hà Nội. Tôi chỉ hơi băn khoăn một chút về sự hòa nhập thôi, nhưng tôi thấy rằng cách mà anh ấy từ Séc anh về anh hòa nhập ngay với công Hà Nội thì khi mà được chơi cùng với các cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn đội tuyển quốc gia thì chắc chắn là anh ấy sẽ có quá trình hòa nhập nhanh. Vâng, và cũng rất là vui bởi vì anh được xuất phát từ một nền bóng đá được coi là khá ở châu Âu và được đào tạo với những cái giáo trình hoặc là đó, cái triết lý bóng đá, cái văn hóa bóng đá. Nghe nói là huấn luyện viên của anh ấy lúc ở đội trẻ là cùng lò với cả Peter Cech ạ. Cùng lò đấy. Tốt quá. Đó. Tức là bóng đá tiệp khắc lâu nay thủ môn của họ là có một trường phái riêng. Đều xuất sắc. Thủ môn tiệp khắc rất là tốt và cầu quan sát là kế thừa trọn vẹn. Vâng, thành ra là thôi thì cái đấy là thực ra là tin vui cho đội tuyển Việt Nam. Và đội tuyển chúng ta có những người xuất sắc như là Philip Nguyễn rồi Đặng Văn Lâm thì đó là một sự cạnh tranh công bằng. Và ai xuất sắc hơn, phong độ tốt hơn, phù hợp hơn với cái triết lý của ông Philip Chuzier thì chắc chắn người ấy sẽ được chọn. Nhưng quả thật rằng là bóng đá hiện đại bây giờ nó phát triển. Đấy, chúng ta xem bóng đá hàng tuần trên TV với giải Anh, giải Tây Ban Nha, giải Đức, giải Ý. Và rồi World Cup, rồi tới đây Euro, chúng ta thấy rằng là họ đều phát triển theo cái hướng ấy rồi. Đó. Là phải phát động tấn công từ thủ môn rồi. Chứ không phải là câu chuyện là anh nhớ ngày xưa nhá, khi mà phát bóng từ 50 lên ấy, rất nhiều trường hợp là thủ môn không phát được, vì không đủ gân mà phát. Thì lại vừa đưa anh Thòng về anh đá. Đúng không? Sau đấy thì việc ấy là việc ông Gôn. Nhưng sau dần dần ấy, thì là ông Gôn bây giờ nói đá như ông hậu vệ rồi. Đấy, thì nghĩa là bây giờ bóng đá nó phát triển và chúng ta phải đi theo thôi. Nghĩa là các cái cầu thủ của chúng ta bây giờ cũng phải, đặc biệt là các thủ môn, là phải thích ứng với cái văn hóa phát triển đấy. Bây giờ trong các khóa học bằng C, bằng B, bằng A đều có một cái bài thi, đó là bài phát động tấn công từ vị trí thủ môn. Đấy, và bài đấy là cái bài mà các anh huấn luyện viên đi học rất là ngại. Bởi vì các thủ môn ở Việt Nam chơi chân chưa tốt. Thế nên là mỗi lần anh nào mà bốc vào cái đề đấy là sợ lắm. Sợ là coi như truyền về gôn là gôn không biết chơi chân là bị lỗi mà. Cũng có thể là do cái quá trình đào tạo từ xưa và chúng ta quen cái nếp là thủ môn hầu hết được huấn luyện là để bắt, đúng không? Dùng tay là chính, chứ chân thì không nhiều. Ở đây nó có một vấn đề rất là lớn trong cái quá trình phát triển của Việt Nam, đó là cái việc mà chúng ta không có một cái hệ thống mang tính cơ bản. Chúng ta không có cái sự cập nhật về mặt gọi là công nghệ, cũng như là cái sự quan sát và tích lũy những cái kiến thức. Các anh em gọi là trưởng thành, các anh ấy đều có kinh nghiệm, các anh đều có những cái sự gọi là dạn dày, nhưng mà nó có cái xu hướng cũ hơi nhiều. Bởi vì các anh được học như thế và chính qua quá trình tập luyện thi đấu mà khi mà quá trình gọi là nâng cấp, cái quá trình gọi là cập nhật thì mà đặc biệt là trong khoảng cỡ khoảng 10 năm qua ấy, thì cái tốc độ nó đẩy lên rất là nhanh. Đến bản thân đấy, luật điều chỉnh đấy, luật cứ sau hơn một năm là người ta lại phải điều chỉnh lại rồi đấy, vì có những cái xu hướng như thế thì cái quá trình phát triển về mặt chiến thuật, phát triển cái mô hình chơi ấy, giờ nó càng ngày nó càng nhanh,
nó biến đổi rất là thậm chí là trong một mùa bóng thôi người ta đã có những cái tính toán để người ta phải điều chỉnh rồi. Thế trong khi đó là chúng ta trong rất nhiều năm thì chúng ta thường ấy là đánh giá nó chưa thật sự đúng với vai trò của vị trí trợ lý huấn luyện viên thủ môn. Đấy là một cái điều thực tế đã từng xảy ra ở bóng đá Việt Nam trong nhiều năm nhé. Trong quãng thời gian gần đây mọi chuyện nó khá hơn, các anh ấy được quan tâm hơn, các anh ấy có một được vị thế làm việc tốt hơn, và các em, tức là các em ở cái thế hệ mà sinh năm khoảng cuối những năm 80, những người bắt đầu nghỉ thi đấu thì gần như ngay lập tức là có ngay cái điều kiện để phát triển. Đấy, thì các em, bản thân các em cũng đã làm quen với lối chơi này và tiếp cận với các cái giáo trình, giáo án, với các cái phương pháp thì mọi chuyện nó đã khá hơn. Nhưng nó vẫn là vấn đề là chúng ta đào tạo từ trẻ. Bởi vì nói thật, đến năm 20 tuổi, 25 tuổi chúng ta mới nói cái câu chuyện là về chân ấy là nó đã quá chậm rồi. Đúng rồi. Nó phải là 17 tuổi, thậm chí phải là 15 tuổi và thậm chí phải sớm hơn nữa. Thì tất cả những cái đấy nó trở thành một vấn đề mang tính cơ bản. Nếu mà nhìn vào trường hợp của Nguyên Mạnh chẳng hạn, hay là anh Phong của Viettel chẳng hạn, đúng không? Những cầu thủ thủ môn mà chơi chân tốt ấy, thực chất đó đều là những người đã chơi ở các vị trí khác trước khi mà anh ấy là chấn giữ cái vị trí trong khung thành. Nó là câu chuyện hoàn toàn khác bởi vì anh ấy đã có những cái nền tảng cơ bản kiểu khác. Còn các thủ môn của chúng ta sau một cái quá trình hàng chục năm ấy, chúng ta đi ấy, là chúng ta đi theo một cái hướng nó tương đối chuyên biệt. Đó là chưa nói đến câu chuyện mà ngay bản thân cái sự chuyên biệt đấy nó còn có vấn đề của sự cơ bản nữa cơ. Sự cơ bản đấy nó không phải chỉ là câu chuyện là gọi là bắt cái kỹ thuật nó đón bắt thế nào, mà nó còn cả một cái baby. Tôi và anh Huy ngày xưa tôi nhớ là cái câu chuyện mà chúng ta làm việc với thầy Phụng ở trường Từ Sơn ấy, trong cái chương trình mà là dạy bóng đá, dạy kỹ năng gọi là bóng đá trên truyền hình ấy, thì tất cả các kỹ thuật là cố gắng là truyền tải hết ấy. Thì tôi chết, đến lúc mà nhìn thấy thì mới bộc lộ ra vấn đề là ồ, thế là thủ môn nó quá nhiều những kỹ thuật cơ bản của thủ môn là cực kỳ nhiều và đạt được đến cái độ chuẩn ấy, tưởng là rất là đơn giản thôi, ngay cái động tác phát của bóng, thả của bóng thấp hay là quả bóng cao ấy, nó là cả một cái câu chuyện mà nếu như mà chúng ta không có chăm chút, không có châu gọi là huấn luyện một cách thực sự là kỹ và cơ bản ấy, chúng ta sẽ không có được những cái sản phẩm tốt. Đấy là chưa kể đến cái câu chuyện mà chúng ta đang nói vào cái thời điểm đương đại, đó là chân. Vâng. Với những gì mà tôi biết ấy, thì các cái lò đào tạo ở Việt Nam và cả các câu lạc bộ nên mạnh dạn bớt một cái khoản kinh phí mời huấn luyện viên thủ môn nước ngoài về, nó sẽ rất là tốt. Bởi vì nói thật, anh em trong nước thì cũng có cập nhật, nhiều người bây giờ có tiếng Anh, nhưng mà cả một quá trình chúng ta là cái sự đào tạo huấn luyện viên thủ môn là bị lơi lỏng. Thành ra các anh ấy sau này thành thủ môn và bây giờ lên làm huấn luyện viên thủ môn ấy thì vẫn có những cái khiếm khuyết. Thành ra tôi cho rằng là có thêm huấn luyện viên thủ môn nước ngoài về, ở với lịch hiện nay là có 1-2 đội thôi là huấn luyện viên thủ môn, thì chúng ta sẽ được học hỏi thêm nhiều và mở mang ra. Đồng thời là các cái lớp mà đào tạo huấn luyện viên thủ môn của VFF ấy, chúng ta cũng nên có một sự chú trọng hơn để mà cập nhật, mời chuyên gia về sẽ tốt hơn. Ai cũng biết rằng là vị trí thủ môn là cực kỳ quan trọng, bởi vì một sai lầm của thủ môn là dẫn đến cả đội bóng phải trả giá cho cả một trận đấu, thậm chí là một giải đấu, đúng không? Nhưng mà cái việc tập trung đầu tư cho nó thì ở Việt Nam chúng ta thì có vẻ như, tôi nói là có vẻ như là chưa được chú trọng lắm. Khoảng thời gian gần đây thì mọi thứ nó khá hơn rồi đấy. Ví dụ như là anh Thế Anh cựu thủ môn U23 chúng ta đấy. Và bây giờ anh ấy cũng được cập nhật rất nhiều những cái thông tin cũng như là những cái bài học mới. Anh ấy là huấn luyện viên thủ môn đầu tiên dùng cái GoPro ấy, anh mang ra sân, anh đặt ở sân để anh ấy ghi lại tất cả những cái hành động của thủ môn trên sân để sửa cho thủ môn từng cái vị trí, từng cái tư thế. Và hình như Công an đội năm ngoái là còn có tận 2 huấn luyện viên thủ môn cơ. Tại vì bây giờ có xu hướng này, có một người già thì sẽ nhìn nhận về vị trí chiến thuật rồi kinh nghiệm của thủ môn, nhưng mà anh ấy không thể nào sút được bóng, anh ấy không thể nào tạt được bóng, anh không thể nào thực hiện những bài tập không cho có các những thủ môn được cái độ căng thị phạm được. Và lúc đó là năm ngoái là hình như là anh Đức Cường của cựu thủ môn của BKM Bình Dương ấy, là giữ cái vai trò đó. Nên nhiều đội trên thế giới và Việt Nam bây giờ cũng bắt đầu sử dụng cái mô hình đó, tức là huấn luyện viên thủ môn cũng có tới 2 huấn luyện viên thủ môn. Và anh Tùng bây giờ dùng từ rất là chính xác, người ta gọi là huấn luyện viên thủ môn chứ người ta không gọi là trợ lý huấn luyện viên ạ. Rồi. Bây giờ người ta đổi tên là huấn luyện viên thủ môn luôn. Nó là một coach rồi. Vâng, một coach rồi. Rõ ràng rành mạch. Công an Hà Nội là có một anh người Malaysia đấy. Dạ vâng. Đấy, năm ngoái là cái ekip đấy là một người thì đứng bên ngoài nhìn và quan sát sửa lỗi, còn một người thì thực tế vào sút, truyền, thực hiện những cái bài tập kỹ thuật. Huấn luyện viên nó đặc thù như thế mà. Thực ra bây giờ cái bài toán của bóng đá chuyên nghiệp nó ngày càng trở nên gọi là kỹ càng hơn, phức tạp hơn và nó cần phải đi vào chi tiết. Thì cái ekip huấn luyện của một đội bóng ấy, nó sẽ không thể ít được. Nó dày dặn nhiều, đúng không? Nói thật với các anh là tôi cũng đã từng trải qua cái hít thở cái không khí bóng đá chuyên nghiệp đấy ở cái giai đoạn cách đây 15 năm mà tôi biết rằng là mọi cái nó thay đổi quá nhiều rồi. Nếu như 15 năm trước ấy mà nó thêm một cái vị trí trong ấy, tất nhiên nó chi phí nó chỉ là đâu đó khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu tiền lương thôi.
kèm theo những cái chi phí, kèm theo, nhưng mà câu chuyện của cái hình dung của người làm bóng đá Việt Nam của 15 năm trước nó khác. Bây giờ bắt đầu đã phải khác đi rất nhiều rồi, bởi vì nếu như chúng ta không có chuyên biệt, chúng ta sẽ không có được những sản phẩm tốt, đấy là điều chắc chắn. Và nhìn vào cái mặt bằng của bóng đá Việt Nam vào thời điểm này ấy, chúng ta thấy rằng là tầm vóc của các em, ví dụ như ở vị trí thủ môn đã tạm thời được gọi là khá hơn, nhưng nếu mà nói là khẳng định rằng là kỹ thuật cơ bản của chúng ta hay những cái vấn đề mang tính chất là thực sự là bản lĩnh ấy, để gọi là có thể tạo ra một cái sự cứng cáp, tạo ra được một cái sự gọi là vững vàng đứng trong khung thành, tạo cái niềm tin cho phòng ngự và lại còn phù hợp với cả yếu tố liên quan đến chiến thuật nữa, thì tôi tin rằng là câu chuyện nó không hề đơn giản tí nào cả. Thế nên ấy, nếu như những cái tin kiểu như là Philip Nguyễn về với bóng đá Việt Nam ấy, thì tôi tin rằng chắc chắn đó sẽ là một cái động lực nó hết sức là tích cực. Nó không phải chỉ đem đến cho chúng ta một cái sự lựa chọn có cái chất lượng, mà nó đem đến một nguồn cảm hứng. Bản thân tôi nghĩ rằng là Đặng Văn Lâm không hề mất đi cái tính chiến đấu của mình, vì đó là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đánh giá rất là cao cái tính chuyên nghiệp của Đặng Văn Lâm, và tôi nghĩ rằng là khi có Philip Nguyễn cạnh tranh trên đội tuyển thì Văn Lâm cũng sẽ vì thế mà rèn luyện một cách gọi là nó chỉn chu hơn, để biết đâu đấy vẫn còn cơ hội chứ, vì đội tuyển mà. Thế còn ở câu lạc bộ thì tôi nghĩ rằng là có ai tranh được với Đặng Văn Lâm đâu. Đúng rồi, thì hoàn toàn chính xác. Thôi thì đấy là câu chuyện về các thủ môn. Bây giờ chúng ta cũng đang cần phải chuẩn bị đội cho Asian Cup rồi, tháng 1 này đá rồi, đúng không ạ? Cũng tháng nữa thôi, rất là nhanh. V-League vẫn đang diễn ra, và ở vòng đấu trước thì chúng tôi nhớ rằng là ba đội ở thủ đô đều thua, nhưng cái vòng đấu vừa rồi thì kết quả khá hơn nhiều, hai đội thắng, một đội hòa. Trận đấu hòa như thắng. Hòa trận Nam Định với cả Công an Hà Nội rất là hấp dẫn. Dạ. Hai đều, và Nam Định lại lội ngược dòng, và chứng tỏ rằng là cũng có cái thực lực và có cái tham vọng lớn đấy, đúng không? Đấy là một trận đấu rất là hay. Nhưng tôi nói chuyện thủ môn, thì tôi nói chuyện về anh tiền đạo đi. Anh Tuấn Hải bây giờ đang có phong độ rất cao. Bây giờ các trận đấu mà anh ghi bàn cho Hà Nội là 4 trận thì Hà Nội thắng cả 4. Đó, nhưng anh trận này không ghi bàn thì Hà Nội thua. Nhưng liệu đã được coi cái trận thắng vừa rồi làm sự hồi sinh của đội Hà Nội chưa anh Huy? Tôi cho rằng là rõ ràng chúng ta thấy một đội Hà Nội, người ta sau khi vượt qua được cái lịch thi đấu dày đặc ấy, thì họ đã trở lại, và cộng với cả cảm hứng từ cúp C1 châu Á nữa. Thì tôi hoàn toàn tin tưởng là Hà Nội sau cái chiến thắng vừa rồi thì nó báo hiệu tiếp những cái trận đấu tốt của họ. Bởi vì nói vậy thôi chứ vẫn có một bộ khung dạn dày, và chúng ta phải hiểu là quãng thời gian di chuyển đá C1 châu Á nó quá vất vả đi. Bây giờ họ như chút được một gánh nặng, họ thanh lọc lại lực lượng, đấy một số anh nước ngoài để mà phục vụ cho chiến dịch C1 châu Á bây giờ được thanh lọc rồi. Và họ có một bộ khung đấy, thì còn lại có gần đấy trận đấu để mà đá với nhau. Trước mắt là cả một hành trình còn dài lắm, và còn rất nhiều thời gian để mà mình chứng tỏ mình trở lại. Thành ra là tôi hoàn toàn tin tưởng là một bộ khung mà có một cái đội ngũ rất là dạn dày của họ, dẫu rằng là hiện nay là mỏng so với trước, nhưng mà lịch thi đấu rất là cụ thể với họ, một tuần một trận, thì họ sẽ trở lại mạnh mẽ thời gian tới. Và Tuấn Hải đang chơi rất hay, và bây giờ anh ấy đang là một cái ứng cử viên rất sáng giá cho cái danh hiệu của bóng vàng, và đặc biệt là vào trong cái giai đoạn mà chuẩn bị bỏ phiếu, đúng không? Sáng giá và bỏ nhất phiếu, trong vòng đang bỏ phiếu và bỏ phiếu lại đây ạ. Thì rất là sáng giá, thì nó tự nhiên nó sẽ là một câu chuyện cạnh tranh giữa Tuấn Hải và Hoàng Đức. Là những Hoàng Đức cũng đã được chứng tỏ mình ở những giai đoạn trước, thế nhưng mấy những trận đấu vừa rồi đội tuyển quốc gia thì anh còn không được đá cơ. Thế thì bây giờ đó là một cuộc cạnh tranh hay, và cuối tuần này thì Việt Tên lại gặp Hà Nội, Tuấn Hải sẽ đọ sức với Hoàng Đức, thì nó sẽ là một cái cuộc cả bữa hết sức thú vị. Tôi nghe nói là hạn cuối cùng của cái phiếu bình chọn hình như là 28 tháng 12 đúng không anh Huy? Cho đến ngày cuối cùng của tháng 12 vẫn đấy, được mà. Đấy, đấy. Thế nên là trận đấu này cũng là một cái thước đo quan trọng đấy ạ. Và tôi nghĩ rằng nó là điều thú vị. Có những năm mà có khi chúng ta cứ phân vân chẳng biết chọn ai, bởi vì không có ứng cử viên nào để chọn. Còn năm nay thì ít nhất là chúng ta cũng đã có hai người, và tôi nghĩ rằng đó là điều tích cực cho bóng đá thôi. Và cái sự kích thích, cái sự tiến bộ của Tuấn Hải nó sẽ cũng là một cái động lực để đẩy Hoàng Đức lên cao hơn nữa. Và ngược lại Tiến Linh cũng vậy, cũng đang có được dần dần cái sự trở lại. Thì tôi nghĩ đây là một điều tích cực, bóng đá là như vậy. Chúng ta cần, thậm chí là chúng ta có khi phải đến 7-8 ngôi sao. Châu Âu cũng đã có những thời gian mà chưa bầu, chúng ta đã biết chỉ là một cuộc đua tay đôi Messi, Ronaldo. Rồi sau đó những cái sự hiện diện của Luka Modric hay là Benzema, nó tạo ra những cuộc đua rất là thú vị. Và tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cũng cần như vậy, cần nhiều hơn nữa những trường hợp như Tuấn Hải. Nhưng với Tuấn Hải thì tôi nghĩ đó là một trường hợp đặc biệt. Đây là một mẫu cầu thủ mà anh ấy tiến bộ có thể nói là thần tốc trong vòng 2-3 năm qua. Từ một cầu thủ không được đánh giá cao, đấy, thậm chí là cũng đã phải vào tận Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh để thi đấu rồi tích lũy kinh nghiệm. Nhưng đây là một trong những cầu thủ có cái tính chuyên nghiệp, có cái tính cầu tiến, có cái ý chí sắt thép nhất mà tôi từng biết.
anh ấy không phải là một người có sở hữu quá nhiều những cái phẩm chất thiên phú mà chuyên môn. Thậm chí là khi còn tập ở trẻ, Trịnh Quốc Hưng huấn luyện, anh ấy đỡ quả bóng còn không tốt, anh ấy xử lý bóng rất là vụng về và không có cái sự kết nối với đồng đội. Và ngay cả cái thời gian đầu anh mới về với Hà Nội, anh không đá được bởi vì anh không có khả năng phối hợp với đồng đội. Cái kỹ năng phối hợp của anh ấy rất là hạn chế. Nhưng ngày, rồi từng buổi tập, từng trận đấu, anh ấy tích lũy, anh ấy thể hiện. Và thực sự đến bây giờ tôi nghĩ rằng nhắc đến Tuấn Hải thì không ai là không yêu à. Bởi vì anh vào sân anh chiến đấu như thế cơ mà. Đúng rồi. Anh ấy thi đấu với cái tình nhiệt huyết, cái máu lửa như thế cơ mà. Thời đầu mình xem cậu này đá thì mình thấy rõ ràng là rất là khỏe, thể lực rất là tốt. Đã. Nhưng mà kỹ thuật thì không được tốt lắm. Đúng. Thế nhưng mà đừng quên rằng là những cái trận đấu của... không phải là gần đây đâu mà kể cả năm ngoái năm kia tôi thấy có bắt đầu có những trận đấu và có những bàn thắng của anh là siêu phẩm đấy, là kỹ thuật đấy, là rất hay đấy. Đúng không? Nó có cái sự mềm mại táo bạo nó có trong cái sự táo bạo trong một cái gọi như là sự cái bề ngoài thì nhìn nó rất là thể lực, rất là khỏe. Có một điểm khác biệt với tất cả các tiền đạo mà chúng ta đang có hiện nay, đó là khả năng phòng ngự, khả năng pressing, khỏe khả năng chuyển đổi không ý thức, anh nghiệp vụ nhiều lúc nó là ý thức. Có những người rất khỏe nhưng bắt bóng xong là đứng, nhưng riêng với anh Tuấn Hải lúc nào anh cũng trong trạng thái sẵn sàng chuyển đổi, có bóng thì chạy, mất bóng ngay tức quay lại săn đuổi ngay. Cái yếu tố đó nó hình thành từ thời anh thi đấu trong Hà Tĩnh chứ không phải sau này đâu. Và tôi nghĩ rằng đấy mới là cái giá trị khác biệt của Tuấn Hải so với những tiền đạo ở đội tuyển Việt Nam. Và trông cái thái độ thi đấu đấy nói thật là khán giả người ta thích rồi. Dạ. Không biết là anh đá hay hay dở nào nhưng mà với cái tinh thần là nhiệt huyết là có và mất quả bóng nó đuổi. Bây giờ anh bỏ xem bóng đá Anh, Man City, Liverpool, MU vân vân. Làm gì có chuyện nào là cầu thủ tiền đạo mà chỉ ở trên. Không có đấy, trên thế giới này bây giờ chỉ còn một chỗ cho Messi làm việc đấy thôi. Neymar có thể. Có đâu là ông nào, mới Ronaldo thôi, Ronaldo chỉ lớn tuổi nhưng nói. Nhưng mà gần như là không có cái đội nào là có chuyện là cái ông tiền đạo là cắm ở trên nữa. Bây giờ đều phải đuổi cho nó bằng được. Đúng không? Thì chắc là anh Tuấn Hải là anh được bầu là anh có bầu Tuấn Hải đấy. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái tên rất là nặng ký cho cái cuộc bầu chọn quả bóng vàng. Bởi vì thực ra nếu như không có cái một hai cái trận đấu gần đây thì bản thân Tuấn Hải cũng khả năng lọt vào top 3 rồi. Nhưng mà một loạt những trận đấu gần đây ấy, thì nó củng cố cả một cái năm thi đấu của Tuấn Hải. Vì Tuấn Hải thực ra ở V-League cũng không phải là quá kém nhá. Không nổi bằng Hoàng Đức thôi. Chứ là ảnh hưởng của Tuấn Hải cũng có. Bên cạnh đó thì là thi đấu cho đội tuyển đều. Đá cho Hà Nội ở cái giai đoạn vừa qua ở C1 châu Á. Rồi kể cả ở giai đoạn gọi là đầu của mùa giải 2023-2024. Thì Tuấn Hải đều để lại cái ảnh hưởng của mình. Và tôi hoàn toàn nhất trí với những cái quan điểm của các anh khi nhận định về cầu thủ này. Và tôi cho rằng là cái nền tảng của cầu thủ ấy thì nó đến từ rất nhiều thứ. Nhưng đúng là Hải có những cái thứ mà nhiều cầu thủ khác gọi là cần phải học hỏi. Đó là tinh thần, là ý chí và cái sự cầu tiến ấy. Bởi vì là những người như Hải nó rất dễ bị theo cái xu hướng là chỉ có biết dùng sức thôi đấy. Và nhưng mà cái sức đấy nó được khi nó được đặt đúng lúc, đúng chỗ bằng một cái sự hiểu biết, bằng cái kiến thức cộng với một cái ý chí thi đấu không bao giờ gọi là nghỉ thì nó luôn luôn khiến cho anh ấy có thể gọi là đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn, làm tốt nhất những gì có thể với cái chuyên môn của mình. Và tôi vừa nhảy thật nghĩ đến cái câu chuyện nó liên quan đến những cái cầu thủ ở thế hệ trước ấy. Ở Sông Lam ngày xưa thì có anh Trường Châu, sau đấy có anh Hoàng Bò, cũng có cái phong cách kiểu như này, tức là dùng sức là chính ban đầu, nhưng mà càng chơi ấy, thì họ càng mềm mại, càng kiến thức của họ và cái sự mềm mại của họ nhiều hơn, nhưng toát lên trong cái phong cách thi đấu của họ là ý chí thi đấu, là cái sự kiên cường. Và Tuấn Hải như lại còn hơn họ ở chỗ như cái cách mà anh Nam nói, tôi cũng hoàn toàn chia sẻ, đó là sự táo bạo. Bởi vì nếu không một cầu thủ tiền đạo nếu không có sự táo bạo thì anh ấy không thể có được những cái sản phẩm kiểu như chúng ta đã thấy trong giai đoạn vừa rồi. Nó chỉ là sự cần cù không ấy, là không đủ, cần phải có một cái sự quyết liệt và táo bạo, dám làm, đúng nó không? Dám làm ra cái việc đấy và thực tế anh đã chứng minh được là anh có thể làm được. Thì không biết nên đặt cho Hải, không biết là Hải có cái biệt danh gì không, tìm sau Châu Bò rồi. Đây là một cái những cái biệt danh mà tôi nói là hết sức là đáng yêu nhá. Tôi nghĩ rằng đấy là người hâm mộ không phải không có lý khi mà đặt tên những cái biệt danh cho các cầu thủ mà họ yêu mến, bởi vì họ thực sự là nhiệt huyết khi mà làm nghề và chơi nghề, và đúng như vậy. Và với Hải ấy, tôi cảm giác là cũng phải có cái cữ kiểu như là bò mộng biết gì đấy, vì bé không phải cao lắm nhưng mà thực sự là cái vai nhá, nhìn cái vai rất cái thân to. Trên của Hải rất là to và thực sự bây giờ đây có gọi là tên là Hải Min cũng được đấy, vì anh biết đúng rồi, Min đấy. Min là con trâu ở miền Trung khỏe, rất là khỏe. Anh này được so sánh với Trương Đình Hoàng nữa mà hai anh có cái mày khá giống nhau. Và anh Hải này thì là quê là Hà Nam đấy nhá. Dạ vâng. Đấy, cầu thủ mà chúng ta biết rằng là Hà Nam Ninh thì mạnh ngày xưa, dạ. Nhưng mà bản thân bóng đá Hà Nam thì nổi tiếng bóng đá nữ chứ không phải bóng đá nam. Bóng đá nữ là có phong trào rất là tốt, nhưng mà
bóng đá nam là ít có cái Hà Nam Định thì cũng tập trung ở Nam Định là chính thôi. Đúng rồi, nếu như mà đội Hà Nam mà có những cầu thủ trẻ mà lứa nhỏ nhỏ đá nhi đồng ấy thì bao nhiêu xong lại chuyển sang Nam Định hết mà. Đấy, còn trưởng thành tại Hà Nam là rất khó. Nên đây là cầu thủ Hà Nam là cũng làm thú vị đấy. Tôi nghĩ rằng nó có cái thú vị trong cái cuộc đua này đó là Tuấn Hải thì thăng tiến thần tốc, còn Hoàng Đức thì đang có dấu hiệu chứng lại. Thì tôi hơi buồn về cái điều này. Nó chứng lại nó không đến từ một phần từ Đức thôi, nhưng nhiều yếu tố. Tôi nghĩ rằng cái tầm và cái trình độ của Đức lúc này tôi mong muốn nó vượt ra ngoài V-League. Thì tôi mong muốn bạn ấy có được một cái môi trường cao hơn để bạn ấy tập luyện, bạn ấy tiếp cận với những thứ bóng đá nó ở một cái đẳng cấp cao hơn. Tôi hy vọng và đến điều đó là tôi mong muốn ở Đức. Bởi vì chúng ta nhìn thấy Đức một năm qua chứng lại rồi. Bởi vì chúng ta biết rằng là hiện nay Đức tập ở Viettel thì vẫn là một cái môi trường như vậy, vẫn là những người thầy như vậy. Và chúng ta không nhìn thấy bạn ấy có được những cái sự bứt phá. Bởi vì những cái cầu thủ mà họ có chất lượng thực sự, họ cần một cái môi trường cao hơn, những cái buổi tập cao hơn, những đồng đội, những đối thủ cao hơn trong những cái buổi tập đó để họ phát triển hơn nữa cái tài năng của mình. Thì chúng ta thấy rằng một năm qua chúng ta đã thấy Đức nở rộ cách đây hơn một năm rồi. Và trong một năm qua thì bạn ấy không phát triển được nhiều. Và trong những trận đấu gần đây thì chúng ta nhìn thấy sự bối rối của Đức khi mà không thể tỏa sáng được trong một cái cách chơi hiện tại của Viettel. Bạn ấy có tâm sự là có những trận đấu mà bạn ấy lui về nhận bóng thì ở trên không có người giữ bóng, không có người kết nối, không có những mảng biếng tấn công một cách hoàn hảo. Khi bạn ấy nhận lên trên để nhận thì dưới thì không có người nào chuyển bóng cho nó. Có nghĩa là Viettel trong những trận gần đây chúng ta thấy rằng trận đấu với Hoàng Gia Lai thì khả dĩ một chút, trận đấu với Thành phố Hồ Chí Minh thì coi như là thôi, không nhìn thấy một cái bóng dáng một đội bóng mạnh. Thì đấy nó là vấn đề của vùng của Hoàng Đức, và Hoàng Đức đang cố gắng vẫy vùng để cố gắng, thứ nhất là bạn ấy muốn khẳng định bản thân mình, và thứ hai nữa bạn cũng muốn cải thiện và tiến bộ hơn nữa trong cái chặng đường sắp tới. Thì theo tôi biết thông tin thì Hoàng Đức là sang năm là hết hợp đồng, và bạn ấy cùng với ekip của mình cũng đang hướng đến việc sẽ thi đấu nước ngoài. Tôi vẫn cho rằng là Tuấn Hải tiến bộ như vậy cũng là động lực cho Hoàng Đức. Đạ. Bởi vì Đức cũng là cầu thủ có ý chí và có sức vóc chứ. Anh ấy cũng là một người thể hình quá thể đẹp, lực thể hình rất là tốt và cũng là con người chuyên nghiệp đấy. Vừa rồi thì đúng là nó có những khách quan. Viettel cả một mùa giải trước là tiền đạo là không rõ ràng, không định hình được tiền đạo là ai. Thành ra là một cái mẫu như Đức mà đá ở vị trí đấy mà khi tiền đạo đội bóng không rõ ràng thì cũng khó đá. Thì gần đây thì ông Trussier lại có một cái quan điểm kiểu khác. Đạ. Cũng có thể là ông biết Đức là người tài năng nhưng mà ông đang kìm anh một chút. Thì tôi vẫn cho rằng là Đức vẫn sẽ có một cái độ vươn đấy. Thế còn nếu mà nói về thăng tiến nhá, chắc là Tuấn Hải kể cả năm nay có thể bóng vàng ấy, thì thăng tiến cũng không nhanh được bằng Lê Công Vinh ngày xưa đâu. Dạ. Công Vinh 2003 SEA Games vẫn còn dự bị, và năm 2003 vẫn đá U21, cái suất vớt để đá SEA Games Việt Nam. Nhưng mà 2004 lập tức bóng vàng ngay. Đấy, thì thực ra Tuấn Hải chúng ta cũng đã thấy anh ấy là cầu thủ rất là hay, nhưng mà cũng tiến bộ từ 2-3 năm nay rồi. Chứ Công Vinh mới là trường hợp mà đến ngày hôm nay không có ai được như Công Vinh đâu. Cái thời Công Vinh thì đợt đấy Nghệ An còn có Quyến, rất là thực ra nổi bật rất nhiều. Vâng. Thực ra là nếu mà thời bóng đá Nghệ An hồi đấy thì cái kíp của Quyến là Quyến. Thực ra là anh Huy nhắc đến trường hợp Công Vinh là cũng phải ghi nhận ở chỗ này là Vinh không có cái thiên phú như là Quyến. Vinh là thực sự cũng là một cái sản phẩm của ý chí, của sự rèn luyện. Và chớp được cái thời cơ và duy trì cho mình một cái sự nghiệp nó cũng phải nói là rực rỡ, kéo dài với những cái thành tích cả tập thể cả cá nhân rất là rõ ràng. Đấy, còn Quyến là hoàn toàn khác. Quyến là từ lúc 16, 17 tuổi khi em đá là chúng ta đã có thể cảm nhận rằng đây là một ngôi sao rồi. Đấy, đến lúc mà lên đội 1 thì đã là một hiện tượng rất là lớn rồi. Còn Công Vinh đến năm 2003, tức là cái thời điểm mà đá SEA Games, là tôi nhớ là cái giải GBC mà trước thềm SEA Games ấy là Vinh đá cho Sung Lam, nhưng thực đó lúc đó là thành phần chính của Sung Lam là đi lên đội tuyển hết rồi. Đá tốt thì mới đá được tốt, đá tốt, tốt. Tốt. Có cả thể công mà tôi cũng đá cái giải đó luôn, tức là Vinh đá tốt ở giải đấy và vô địch. Thì hai cái suất vớt là Vinh và Như Thuật là vớt lên U23, và cả cái SEA Games đấy anh chỉ được đá cái trận gặp Lào thôi và cũng ghi bàn trận với Lào. Sang năm 2004 thì Văn Quyến là sau cái thành công của SEA Games là phần nào cũng bắt đầu lơi lỏng rồi, chưa va vấp nhưng mà lơi lỏng, thì Công Vinh nhân cơ hội đấy là vượt lên, và anh ấy chọn một cách chơi giống như là Phan Thanh Bình chơi ở đội tuyển. Được. Tức là Quyến với Bình đã thế nào thì Vinh cũng chọn cách chơi giống Phan Thanh Bình để mà nổi lên, và năm đấy bóng vàng luôn. Rồi, hy vọng rằng là cái cuộc đua bóng vàng hôm nay sẽ có những cái kết quả đó hấp dẫn, đúng không? Các anh sẽ còn nhiều thời gian để mà bỏ phiếu, bởi vì còn những bao nhiêu? Tôi giờ anh Huy với anh Tùng bỏ phiếu hết rồi anh ạ. Bỏ phiếu tôi chưa, tôi chưa. Các anh chắc còn phải quan sát thêm. Tôi bao giờ cũng chọn đến ngày cuối cùng, và nhiều khi là cơ chế chiến hữu là thậm chí gửi tin nhắn, phiếu bưu điện đến sau. Rồi. Thực ra tôi chưa bao giờ gửi phiếu điện cả. Bởi vì là cái tình huống bây giờ chúng ta hoàn toàn có gửi tin cho nhau được mà. Gửi cái ảnh chụp là xong thôi, bởi vì là bản chất là anh em cũng rất là tin tưởng nhau, và
cũng thể hiện cái trách nhiệm trong cái việc mà tham gia bầu chọn này. Ví dụ rõ ràng đây là một sự tôn vinh nó cần thiết cho cái đời sống bóng đá Việt Nam. Rồi. Vòng này của V-League thì chúng ta có các trận đấu có Hà Nội gặp Quảng Nam, Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La, Nghệ An, Hoàng Anh, Gia Lai, Hải Phòng, Khánh Hòa. Và đặc biệt là trận đấu mà nhiều người quan tâm nhất là Việt Nam gặp Hà Nội. Thể công Việt Nam gặp FC Hà Nội. Đó, chính xác. Thế bây giờ các anh dự đoán nhanh xem nào. Trận này thế nào? Trận này thì được tính trên sân nhà của Thể công. Tôi nghĩ rằng đây là một trận khó. Cho nếu nói cả hai thì cũng đúng thôi, bởi vì thực ra Hà Nội nếu mà nói là thực sự họ đã trở lại hoàn toàn thì cũng không dễ. Chỉ có điều là khi mà đá với bất cứ đội bóng nào ở tầm này V-League, khi mà họ đã phục hồi được vấn đề thể lực ấy, ổn định hơn về mặt nội bộ thì Hà Nội vẫn là một đội khó. Bây giờ tôi nghĩ rằng cái khả năng hòa ở trận này rất là cao. Và các trận đấu giữa Hà Nội với Vietten là cũng không có nhiều bàn thắng. Vâng, thường là như thế. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng chắc là Viettel thời điểm, Thể công Viettel thời điểm hiện tại họ sẽ chọn đá phòng ngự phản công thôi. Bởi vì ngay cách họ chọn cầu thủ ngoại nó cũng đã cho thấy cái xu hướng đấy rồi. Họ sử dụng Bruno chứ không phải là Giovane. Và ở thời điểm hiện tại trận đấu với Hoàng Gia Lai họ còn đá có một ngoại binh thôi. Zaha chấn thương, rồi anh chàng Hassan thì cũng gần đây cũng không có phong độ ổn định. Thì chắc lại phòng ngự phản công xong chờ những đường chuyển của Đức thôi. Nhưng mà nói đến Đức thì anh Huy, anh Tùng nhớ cái trận vừa rồi ấy, bạn ấy có cái đường chọc khe. Và tôi nghĩ rằng ở Việt Nam hiện nay, cầu thủ Việt Nam để thực hiện những đường chuyển như thế, à, tôi nghĩ là không nhiều. Ngoài Đức không ai, tôi có thể nói thẳng luôn. Các tiền vệ hiện nay. Nó vừa là chính xác, nó vừa đủ tầm. Nó là một đường chuyền thông minh, lựa chọn thông minh, thời điểm chính xác và cảm giác bóng. Nó không khác gì cái đường chuyền mà anh ấy chuyền cho Công Phượng ghi bàn trận đấu với cả Palestine đúng không ạ? Đấy thì đấy là một cái niềm hy vọng. Lại là Bruno chạy và Đức chuyền thôi. Khả năng lại là sẽ là như thế. Vâng. Ngày xưa ở VTV là có anh Savu anh chuyền. Anh Savu ạ. Rồi những trận đấu sân 7 và sân 11 của mùa trước lượt đi hai đội cũng hòa nhau. Anh nghe trận này tôi cũng thiên ở tỷ số hòa. Rồi, cảm ơn các anh. Đó là các nhận định của các bình luận viên chúng ta về trận đấu rất quan trọng của V-League, Thể công Vietten gặp Hà Nội ở vòng 6 này. Chúng ta kết thúc phần thứ nhất ở đây. Vâng, chúng ta đến với EPL, giải Ngoại hạng Anh. Thực sự mà nói thì đây là giải đấu mà chúng ta đang rất là phấn khởi khi theo dõi, vì quá nhiều những cái diễn biến bất ngờ đã diễn ra và cái cuộc đua nó hết sức là xít sao. Nhưng mà trước khi trở lại với Premier League thì chúng ta điểm qua tình hình của đội bóng Anh ở Champions League. Và rất là đáng buồn khi hai đội cũng được đông đảo người hâm mộ là Manchester United và Newcastle thì lại đứng cuối bảng. Nhưng Newcastle thì chúng ta cũng thông cảm. Một là đội bóng này cũng mới quay trở lại giải Champions League. Hai là ở cái bảng đấy nó khó lường quá. Bảng gồm Dortmund, gồm Paris Saint-Germain và AC Milan. Thì cái việc mà đứng cuối bảng thì nó cũng và cũng không phải là khoảng cách quá xa, thì cũng không phải là cái gì là quá tệ đối với Newcastle. Nhưng cái việc mà Manchester United ở cuối bảng, ở một cái bảng gồm Bayern, gồm Copenhagen, gồm Galatasaray thì đó là điều không ai có thể hình dung được. Khi mà cái lễ bốc thăm người ta diễn ra và có kết quả này cho Man United, đúng không ạ? Thật sự là đây là một kết quả hết sức thất vọng, bởi vì nó ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá Anh tại cái bảng xếp hạng ở châu Âu. Kết quả nó không được tốt thì rõ ràng là ảnh hưởng rồi. Đấy. Anh Huy lý giải thế nào về Manchester United đây? Liệu nhé, trận trước họ thua Bournemouth, nhưng mà nói thật nhé, Bournemouth đang là đội bóng rất thú vị ở ngoại hạng Anh đấy. Tí nữa chúng ta nói kỹ hơn. Nhưng Bournemouth là đội bóng mà trong 5 trận kể cả trận MU rồi họ thắng 4 và hòa 1. Nó không đơn giản, nhưng cái thua Bournemouth là nó cũng có cái chuyện của nó đấy. Nhưng mà bây giờ thì liệu anh Huy cho rằng MU đã xuống đến cái đáy chưa? Đội này thì cứ đáy nhiều quá rồi, cứ lên xuống. Tôi nghĩ như thế này thì không thể xuống hơn được nữa. Bournemouth thì đúng là gần đây phong độ tốt, nhưng mà ngay từ đầu đã thua, đã đá bạc nhược như vậy và cuối cùng thua đến 3 quả thì rõ ràng cũng là một trận đấu thảm họa đấy. Rồi gặp Bayern Munich vừa rồi cũng có những cái hy vọng vớt vát nhưng mà họ không nắm bắt được. Và nói chung cái việc mà họ tệ hại như vậy chúng ta không thể hình dung được lúc mà bốc thăm chia bảng, nhưng mà cả một quá trình như vậy thì cũng xứng đáng thôi. Một cái đội mà bét bảng mà có 4 điểm trong cái đội đầu bảng là 16 điểm. Và lần đầu tiên một câu lạc bộ Anh là để lọt lưới đến 15 bàn ở vòng bảng UEFA Champions League. Rất nhiều cái thống kê tệ hại thời gian vừa rồi thì tôi cho rằng là họ đã đến đáy rồi. Thế còn trận đấu tới gặp Liverpool mà thua nhẹ nhẹ rồi là đá được, có cái tí khởi sắc thì còn giữ ghế được Ten Hag. Chứ còn nếu mà thua đậm cũng lại một bạc nhược nữa thì khó cứu cho Ten Hag quá. Vâng, thì cụ thể trận đấu giữa Liverpool và Man United chúng ta sẽ đề cập phần sau của chương trình. Thế nhưng mà
quả thật là Man United là gây cái thất vọng rất là lớn, bởi vì cái sự độ ổn định của họ cũng là gần như không có. Nhưng mà hãy lý giải cho nó tại sao lại như thế. Thì bây giờ rất nhiều cổ động viên của Man United mà gọi là còn một chút lạc quan đấy thì vẫn nói rằng là sẽ đừng quên rằng Man United vừa rồi là bị mất quá nhiều người vì chấn thương. Thì câu chuyện này thì chấn thương thì nó đang là vấn đề lớn của bóng đá châu nói chung, về cái lịch thi đấu như thế, cường độ như thế. Thì năm ngoái Liverpool mất cả hàng tiền vệ, đúng không? Thì Arsenal đã có từng trải qua giai đoạn cũng mất rất nhiều người. Được. Và MU hiện nay cũng đang là như thế. Đấy. Họ mất những cầu thủ mà anh Nam nhớ là những cầu thủ chủ chốt. Ở hàng hậu vệ thì Lisandro Martinez, đúng không? Cầu thủ mà rất nhiều các cổ động viên MU rất là thích. Rồi Varane, một cầu dày dạn kinh nghiệm thì cũng lại chấn thương. Rồi Casemiro ngoài thẻ ra cũng lại chấn thương. Nhưng Casemiro năm nay thì cũng đã bị xuống rất là nhiều. Những cái vị trí đấy, vị trí mà ấy. Nhưng bù lại thì Harry Maguire thì tôi lại đang đánh giá rất là cao, vì anh ấy đang chơi rất là tốt. Và anh này nó cũng đen đen thế nào cho MU ấy. Đúng không? Thực ra thì bây giờ thì cổ viên MU tôi nói đang nói đỡ cho MU đấy. Vâng, MU thì bây giờ họ đang có một cái làn sóng lên, là năm ngoái thì bằng mọi giá để vào top 4 đá Champions League. Xong bây giờ thì chủ động bỏ Champions League để quay lại đặt chủ mục tiêu bỏ nó bị đá bỏ. Top 4 người ta đang tự tếu tự lạc quan thế, nhưng mà tôi nghĩ rằng là vấn đề của MU lớn. Bởi vì tôi nghĩ rằng quan trọng là ông Erik ten Hag ông đang mất phương hướng. Bây giờ ví dụ tôi Hành Vũ nhìn Arsenal đá thì người ta sẽ hình dung như thế nào? Kiểm soát bóng, tấn công mềm mại qua Odegaard, qua Declan Rice, qua Saka, rồi qua Martinelli, biên tấn công sâu giống biên đột phá trả ngược. Rõ ràng nhắc đến là hình dung được ngay. Liverpool cũng rõ ràng. Manchester City thì không nói. Nhưng mà bây giờ MU của tôi đá kiểu gì? Các anh có hình dung rằng phát động thế công thế nào, triển khai bóng từ đâu, bóng qua ai? Đấy, bây giờ nó hoàn toàn nó nhạt nhòa. Chúng ta quay trở lại Newcastle. Newcastle họ tôi cực kỳ ấn tượng với phong độ của Newcastle mùa giải năm nay. Và đúng như anh Vũ nói, họ không thành công bởi vì họ rơi vào cái bảng đấu quá khó, họ chưa có kinh nghiệm và trải nghiệm ở đấu trường Champions League. Nhưng một vấn đề nữa đó là 11 con người của Newcastle họ đã phải đá chính trong vòng 5 trận đấu vừa qua. Vì không họ có sự người, thay đổi. Họ vâng. Cũng nhưng họ đá thích lắm. Họ chơi triết lý, họ pressing, họ kiểm soát bóng, Kieran Trippier lên biên rồi phát động tấn công từ phần cánh phải. Mọi thứ đâu ra đấy và rõ ràng. Nhưng Manchester United mùa này thì thực sự nó mang lại cho chúng ta rất nhiều những cảm giác ức chế. Lên bóng thì không mạch lạc, không rõ ràng. Rồi thì có cảm giác như là lên được quả nào thì may mắn thì ăn quả đấy, không thì cũng không tạo ra được những tình huống. Và thậm chí là có những lần mà họ ăn 2-0 trước rồi trên sân khách, thì lúc đó là lúc kiểm soát lại thế trận thua. Bây giờ chưa bao giờ mà MU có cảm giác rằng thắng người ta 2-0 rồi và vẫn có cảm giác thua, và đúng là thua thật. Ví dụ như những trận đấu với Copenhagen trên sân khách, với Galatasaray trên sân khách, đúng không, ăn 2-0 ăn 3-1 rồi cuối cùng để hòa. Và cũng tôi nghĩ rằng đây là vấn đề của Erik ten Hag, bởi vì ông chưa xây dựng được trong MU một cái lối đá, một cái lối chơi, một cái định hình, một cái triết lý. Thì có nghĩa là người chính đá thì làm tốt, người dự bị vào sân có thể là không được 100% thì cũng sẽ hoàn thiện được 70-80% cái yêu cầu theo cái cách đấy, đúng không? Vâng. Nhưng bây giờ chúng ta không nhìn thấy, và bây giờ khi mà những trụ cột mất nữa, đặc biệt là khi không có Eriksen trong việc kiểm soát bóng, không có Casemiro với kinh nghiệm, và đặc biệt là không có tiền đạo, thì đúng là MU như thế này. Tôi nghĩ rằng cái kết quả này nó là phù hợp với MU ở thời điểm hiện tại. Họ đá nữa họ cũng không thể tiến xa và không có hy vọng gì ở những đấu trường châu Âu với một cái đội hình MU như này. Thì thôi, tốt nhất là bây giờ giống như là một số người nói rằng thời gian hè không có thời gian để tập, để di chuyển đội hình, không có thời gian hoàn thiện. Thế bây giờ đấy, tuần một trận, một tuần các anh tập tích cực vào, nó ra hình, ra dáng, rồi một cuối tuần các anh đá một trận cho nên hồn. Thực ra mà nói thì MU bây giờ cái điểm tích cực nhất là vẫn đang nhặt điểm khá tốt ở những đội nửa cuối, chỉ có mỗi bô một vừa rồi là chưa thôi. Kết quả thì không phải là tệ so với những gì họ thể hiện đâu. Đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là vì thì nó có những cái màn trình diễn nó tệ quá trong những cái trận đấu, đặc biệt là đối đầu với bóng đá đỉnh cao ấy. Như tuần trước chúng ta nói rồi, họ đá sân khách với top 8 mà không có chiến thắng nào. Đấy. Nhưng mà ngay cả những đội yếu thì cái cách nhặt điểm của họ cũng là chật vật lắm, và lối đá nó cũng không định hình. Để mà nói là có một ai đá ổn định nhất thì chính là Maguire thôi, chứ còn được trận này thì lại dở trận kia. Đúng xong rồi hiệp 1 rất là hay, hiệp 2 lại có những pha ngớ ngẩn một cách khó lường. Tức là cảm giác giật mình thon thót và xem nó rất là mệt. Bây giờ nhé, tiền đạo nhá, thì anh Rashford thì rõ ràng là đang xuống phong độ và không được lòng Ten Hag luôn, đúng không? Garnacho thì còn trẻ, quấy đảo bên cánh trái rất là tốt, bởi vì anh ấy là nhanh, nhẹ, đúng không? Hoi Lun thì nói thật là rất là nhiệt tình, nhiệt huyết thì không có gì phải chê cả. Nhưng anh ấy nó cũng có duyên, không bàn thắng, không kiến tạo. Không ghi được bàn thắng ở Champions League thì trận nào ghi được bàn thì ông MU lại thua. Thì chính là rõ ràng là có một cái gì đó nó không thuận cho cái đội Man. Nó chưa phải là một khối ấy.
Nó chỉ là những cái mảnh ghép là lặt vặt. Đúng không? Nó không phải là một cái khối. Bởi vì là nếu như muốn định hình lối chơi ấy, thì chúng ta phải hình dung ra là cái khối đấy nó gồm có 8 hoặc là thậm chí là 10 cầu thủ, đúng không? Kể cả thủ môn nữa là 11 người thì nó phải là một khối. Nhưng với MU ấy, cái khối đấy nó chỉ hình dung, nó chỉ thường tồn tại đâu đó trong khoảng 15 phút, 30 phút hoặc một hiệp. Đến hiệp thứ hai là bắt đầu nó lại lung tung rồi. Nó lại bắt đầu xuất hiện những cái tình huống rồi, và khi có biến là không điều chỉnh được. Thì đấy là vấn đề mà chắc chắn là rồi thì thôi, các gọi là vai trò của huấn luyện viên người ta sẽ có ý kiến với cả cái ông Ten Hag ấy, đúng không? Bởi vì là dù gì nữa thì cái kết quả là của huấn luyện viên mà. Nhưng cái vấn đề điều chỉnh ấy cũng vẫn sẽ là câu chuyện của huấn luyện viên. Anh chuẩn bị phong độ cho cầu thủ như thế nào để chơi trong một trận đấu ở cuối tuần hay giữa tuần thì đấy là một vai trò rồi. Nhưng trong cái diễn biến của trận đấu đấy ra thì cần phải có cái sự điều chỉnh nữa. Nếu như cái sự điều chỉnh ấy lặp đi lặp lại những sự thiếu sót ấy thì chắc chắn vai trò là vai trò của huấn luyện viên. Cái tính ổn định nó thấp quá, bởi vì cái tuần thì là Ten Hag, cái tuần thì là Toang Hoác, khó. Tại vì quan trọng nhất đội bóng nó là cái tính tổ chức mà. Nên chúng ta chưa nhìn thấy cái tính tổ chức. Ví dụ như một đội bóng họ đẳng cấp, họ ăn 2-0 thì họ sẽ biết là đá như nào. Thậm chí là ví dụ như Man City thì họ sẽ đẩy lên họ đá 3-4-0 luôn. Nhưng chúng ta nhìn hai trận đấu ở cúp C1, ăn trước người ta 2-0 xong rồi tự nhiên tụt hết cả về, xong rồi một trận thì cái thẻ đỏ của anh Rafus, rồi hai trận vừa rồi, thì là sai lầm của Onana trong những tình huống đá phạt của các cầu thủ Galatasaray, hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Nhưng tôi thấy rằng có một vấn đề lớn, đó là chúng ta hay nói về những cái mùa giải thứ hai. Người ta bảo mùa giải đầu tiên thì Pep không thành công ở Man City, đúng không? Klopp cũng không thành công ở Liverpool. Nhưng cái mùa giải thứ hai nó dấu ấn nó rõ ràng lắm. Như Erik ten Hag thì cũng dấu ấn rõ ràng, nhưng mà dấu ấn ra nó đi xuống một cách thê thảm. Bởi vì Pep mùa giải thứ nhất ông chấp nhận thất bại, nhưng ông ấy đầu tư con người như thế nào, ông ấy đặt nền móng như thế nào để những cái mùa giải thứ hai đội bóng vận hành một cách tốt nhất, và những con người ông ấy mang về đều tỏa sáng và nó đều tiến bộ. Nhưng tôi thấy rằng dưới thời Erik ten Hag thì chưa ai tiến bộ một cách rõ ràng, ngoại trừ Garnacho thì có một chút thôi, nhưng Arabat về cũng mất tích luôn này, Mason Mount cũng về mất tích luôn này, Lisandro Martinez này, tất cả những người ông ấy mang về đều, thậm chí là có những người còn cảm giác là không phù hợp với triết lý. Ông ấy được quyền lấy người mà, tại sao ông lấy những người mà không phù hợp với cả triết lý chơi của ông ấy? Thì nó là có vấn đề. Tôi tưởng là ông ấy lấy về những người mà ông cũng thích như Anthony chẳng hạn. Đấy. Thì ông thích như thế là gà của ông ấy chứ. Ông ấy có những cái tính toán nó chưa phù hợp. Có thể ông ấy thích Anthony khi mà anh ấy chơi ở một cái môi trường nhỏ hơn, nhưng không lường là đến ngoại anh thì Anthony lại không thể chơi được kiểu như thế. Nó chưa có những tính toán sâu hơn, xa hơn. Nói gì nói, nhưng ở những cái vị trí như thế, cái phẩm chất đấy hoàn toàn có thể đá được, nhưng nó phải là một môi trường khác. Đúng rồi. Nó là một đội bóng khác, đội bóng có cái tính tổ chức nó phải là ổn rồi. Nó phải đạt được cái gọi là trên cái mức trung bình rồi. Còn với MU thì cái tính ổn định của họ thì chắc chắn là dưới trung bình. Họ cứ lên được một tí rồi lại xuống thì làm sao mà mấy cái pha bóng của Anthony có thể phát huy được? Thì tôi hình dung là Anthony đâu phải vùng phù hợp với bóng, mà bóng luôn ở khu vực giữa sân hoặc là phần sân đối phương ấy, thì anh ấy tận dụng được. Khi ông này đá với Brighton khi lại được. Dạ, cũng có thể như thế. Thì cái tính tổ chức của Brighton bây giờ nếu mà so thì tốt, chắc chắn là hơn nhiều. Triển khai rất là tốt. Thì từ những trường hợp của Mourinho, của Solskjaer đến bây giờ là Ten Hag thì tôi có một cái cảm nhận là hình như ở câu lạc bộ này nó không tạo ra cho người ta một cái lộ trình ấy. Tức là đến một cái là người ta, tức là phải sử dụng những cái giải pháp tình thế để mà tốt ngay, áp lực rất lớn, luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn sẵn sàng là phải ra đi. Thế thì ông nào đến cũng, tức là chúng ta thấy Guardiola và Klopp, người ta chấp nhận mùa đầu tiên không tốt nhưng mà nó có lộ trình. Còn đây đến phát là ông phải tốt và ông phải làm được cái gì đó, cứ luôn luôn bị đẩy trong cái thế đấy, thành ra là mùa sau lại còn tệ hơn mùa trước. Đúng ra là phải có một cái lộ trình. Thì đây cứ bị vội, cứ bị thúc đằng sau lưng để mà phải đối phó. Và trở lại với kết quả của Man U với các cái đội bóng mà được coi là lớn ấy, thì là đều rất là tiêu cực, đúng không? Đó. Kết quả thấp, đá sân khách còn không được điểm nào. Vừa rồi là thắng được Chelsea. Nhưng mà lại Chelsea ở thời điểm này có gọi là lớn không? Lộn xộn. Ông cái tên thì lớn thôi chứ còn đây không phải đội bóng lớn nữa rồi. Ít ra là ở cái giai đoạn này. Còn cái tên họ thì vẫn là lớn. Tức là hai ông lộn xộn gặp nhau thôi, chứ còn gặp một cái đội mà có cái quy củ là khó khăn. Đấy. Cái mà Erik ten Hag phát biểu sau một số trận thắng gần đây, tức là ông ấy vẫn đề cao cái tính đoàn kết, cái tinh thần, cái ý chí, và tức là nói lên cái không khí của phòng thay đồ ấy, ông vẫn đánh giá rất là cao ấy. Thì tôi cho đến lúc này thì tôi hoài nghi cái chuyện đó. Bởi vì câu chuyện đấy nó không đơn giản như vậy. Mọi chuyện nó không hề dễ dàng như vậy đâu. Và ở một đội bóng nó đang gọi là lung tung như thế này thì chúng ta đừng kỳ vọng rằng là vào phòng thay đồ ấy là mọi người sẽ đều hưng hực khí thế, không có đâu. Tôi nghĩ rằng là mọi chuyện nó phức tạp hơn nhiều đấy. Và thực tế là những cái mũi nhọn mà ông ấy cần dùng ấy thì lúc được lúc không, đúng không ạ? Như Rashford chẳng hạn, mà Rashford thì là có cái câu chuyện bên ngoài chúng ta biết rồi, là có liên quan đến Jadon Sancho rồi.
thì những cái chi tiết kiểu như vậy là phức tạp, là không đơn giản đâu, cái đầu là hơi khó, đúng không? Đâm ra là nó có vấn đề của huấn luyện viên trong cái việc mà quản trị cái phòng thay đồ của mình đấy, nội bộ của đội bóng nó cũng không dễ đâu. Và chúng ta còn biết một nữa là MU thì lại là cái tâm điểm của truyền thông, chứ không ra là nó cứ hay những cái thông tin nó cứ bị leak ra ngoài, nó cứ bị thế nọ bị thế kia, đâm ra là không hề dễ. Ngày xưa ông Ferguson, tại sao chúng ta biết là ngày xưa ông Ferguson ông thành công nhiều thứ, trong nhiều thứ, nhưng trong có một cái thứ rằng là ông ấy muốn có một cái sự trật tự, đừng có xì thông tin ra, đừng có lằng nhằng. Anh bạn mà muốn ABC cái là một có một cái quả dày bay vào mặt, nhưng, hoặc là lên đường ngay. Nhưng mà ngày xưa xì thông tin nó chỉ qua cái đường báo chí thôi, nhưng bây giờ nó có mạng xã hội, nó phức tạp hơn nhiều, nó khó hơn nhiều. Anh em mạng có cái điện thoại, ngày xưa làm gì có cái điện thoại thông minh, có cầm cái mấy cục gạch này thì khó lắm, phải gọi điện với nhà báo quen ông này quen ông kia. Nhưng bây giờ thì cái môi trường khác, nó cũng khó quản lý hơn. Nhưng quả thật rằng là đội bóng này nó đang gặp rất nhiều khó khăn, và tuần này họ lại phải gặp Liverpool. Và Liverpool này đang là dẫn đầu bảng. Liverpool năm nay thì không hay lắm, nhưng họ tương đối may và cái tinh thần chiến đấu tương đối tốt trong cái việc là lội ngược dòng. 18 điểm. Tuy nhiên ý, một đội bóng mà cứ lội ngược dòng nhiều như thế thì cũng không nên. Nó không phải là phẩm chất của nhà vô địch đâu. Phẩm chất của nhà vô địch là cần có cái phẩm chất của một đội bóng biết lội ngược dòng, nhưng không lội ngược dòng nhiều như thế. 18 điểm đấy anh ạ. 18 điểm. Không, 18 điểm như thế là quá nhiều. 18 điểm lấy được sau khi đã lội ngược. Sau khi bị dẫn trước. Và như thế là rất không nên cho một cuộc cạnh tranh dài lâu. Tôi muốn một đội vô địch nó phải như Man City, rất biết lội ngược dòng khi vào một vài trận thôi. Nhưng còn đâu nó phải là áp đặt. Còn đâu là phải áp đảo người khác. Liverpool đang không có sự áp đảo người khác và rất dễ bị tổn thương. Mặc dù Van Dijk đang rất hay. Phải nói rằng Van Dijk bây giờ đang trở lại cái hình ảnh của Van Dijk tốt nhất đấy. Thế nhưng mà cái thoang thủ này trận nào cũng thủng, rất dễ thủng. Tôi đang nghĩ theo cái ý nghĩa tích cực hơn một chút anh Vũ ạ. Tức là họ đã có những cái sự bài học về những cái giai đoạn thi đấu mà nó bung sức và thăng hoa quá sớm. Tôi cảm giác lúc này Liverpool họ đang thi đấu theo kiểu là điều chỉnh. Họ không bung sức lên trong tất cả những cái thời điểm ngay từ đầu trận đấu. Không phải trận đấu nào cũng đá với một cái tốc độ cao kinh khủng. Họ bây giờ kiểm soát bóng và cố gắng chơi theo nhịp. Và chỉ khi nào họ ở một cái hoàn cảnh khó khăn quá thì bắt buộc lúc đấy phải bùng lên. Thì tôi đang nghĩ theo cái khía cạnh tích cực đó. Bởi vì họ cũng đã có những mùa giải họ bùng lên cách mạnh mẽ, sau đó hụt hơi. Năm sau trả giá. Đấy, thì tôi cảm giác bây giờ này, chúng ta nhìn thấy khi tiếp cận các trận đấu giờ bây giờ ngoài giám anh họ đều bắt nhịp với một cái nhịp rất là từ tốn. Với con người họ cũng khác nữa. Con người họ cũng thằng tiền vệ hoàn toàn thay đổi. Trận này thì tôi nghĩ là Liverpool vẫn thắng thôi, nhưng không thắng 7-0 nữa đâu. Nhìn tức là nhìn ở góc độ như anh Vũ nói cũng đúng, mà nhìn anh cách anh Nam chia sẻ cũng có cái lý. Thì thực ra mà nói là với Liverpool thế nào cũng được. Nhưng mà quan trọng nhất là họ vẫn có điểm. Thì cái sự lý giải nào nó cũng có cơ sở lý. Cả. Đúng rồi. Cứ điểm mà điểm 3 điểm ấy thì nó sẽ giải quyết được. Thế nhưng mà đá mà như thế hoặc là đá tốt nhưng mà lại không thắng. Như trường hợp của Tottenham ấy đã có những cái chuỗi 3 trận liên thua đấy thì họ đá tốt đấy chứ. Nhưng không điểm, cận trước đấy chứ. Thế thì cái gì là đúng hơn? Tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng có cái cơ sở của nó cả. Thế nên là với trường hợp của Liverpool bây giờ họ đang ở dẫn đầu, mà vấn đề là cái mùa giải năm nay ấy, nó gay cấn ở chỗ là nhiều đội giằng xé nhau. Đà. Man City đang bị tụt xuống một chút như thế nhưng chưa thể nói là họ đã hết. Không. Aston Villa thì đang lên, mà, đúng không? Vâng. Arsenal thì nói thế thôi chứ họ thua. Nhưng mà năm nay nó hay cái là cái ngôi đầu nó có thể thay đổi hàng tuần luôn. Vâng. Đấy, cái đấy là cái hay. Giống như ta nói là những mùa trước là luôn luôn là cuộc đua song mã thôi mà. Lúc thì Man City Liverpool, lúc thì Man City Arsenal. Nhưng mà cái vòng vừa rồi là tôi phát hiện ra điểm yếu của anh đội bóng anh Tùng yêu thích rồi. Không có sát thủ. Không có cá tính lớn. Đấy. Tôi nghĩ rằng là anh Nam nói hoàn toàn chuẩn thôi. Thực ra thì anh em cổ động viên Arsenal vẫn kỳ vọng là Arsenal sẽ phải mua tối thiểu là một tiền đạo. Đấy. Phải tiền đạo sắc, có cái duyên, có cái nhạy để mà giải quyết các pha bóng. Đó là chưa kể đến khoảng 1-2 vị trí nữa. Ví dụ như các vị trí hậu vệ biên. Khi mà cái anh Timber anh chưa quay trở lại thì chúng ta thấy là hậu vệ biên như Ben White ấy, là không đủ tiêu chuẩn đá cho cái đội cạnh tranh. Phong độ phải rất cao thì mới ra với đá được. Còn đá như thế thì không đủ. Còn anh bạn Zinchenko thì hơi mềm yếu. Anh ấy mềm yếu quá. Anh ấy có thể phù hợp trong cái sơ đồ chiến thuật để thực hiện cái việc mà kết nối, luân chuyển trái bóng lên. Thế nhưng mà khi mà cần phải phòng ngự, khi cần phải có cái sự quyết liệt ấy, thì 2-3 tình huống để thua gần đây của Arsenal đều là những tình huống chết người cả, thì là đều lỗi của Zinchenko. Và anh ấy mềm yếu đến mức độ mà tôi nghĩ rằng đấy không phải là cái phẩm chất của một cầu thủ phòng ngự. Đúng rồi. Đấy. Tức là ở đây nó có vẻ là cái này này. Đúng rồi. Cái này để rồi sau đó nó phải ra cái hành động. Đấy. Tóm lại là trong một mùa giải khốc liệt mà các đội quyết liệt như vậy thì đấy, chúng ta nói về các câu lạc bộ đều chỉ ra là đội này có vấn đề này.
thì có thể là có cách nào đấy họ khắc phục, nhưng riêng MU là không chỉ nhiều vấn đề quá. Bây giờ nhá, bây giờ nhá, trận này không chỉ ra được. Trận này MU đá lại còn không có mặt của Bruno nữa, cầu thủ gọi là sáng tạo nhất của họ. Hình như Maguire chấn thương đấy ạ. Maguire thì cũng tập tễ ở cái trận trước rồi, chúng ta thiếu người nhiều người lắm, không biết là mức độ thế nào, đúng không? Thì bây giờ còn thứ bảy à, chủ nhật mới đá. Chủ nhật mới đá nghĩa là còn 2-3 ngày nữa cơ, thì ra vẫn có thời gian để nghiên cứu. Liverpool thì thiếu Mark Allister. Rõ ràng là đó là một cái thiếu vắng quan trọng. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng Liverpool có thể bù đắp được bằng cái sự Curtis Jones vẫn ở đấy, vẫn chưa tốt. Elliot bây giờ thay vào đều đá rất hay. Nên trận trước còn ghi bàn quyết định cơ. Trẻ nhưng đã tiến bộ. Còn cái vận hành của Liverpool nó không hay được như mấy mùa trước. Thế nhưng mà này, hôm nay như tôi nói là may hơn rất là nhiều. Có nhiều tình huống là tưởng như rằng là họ không có cửa để quay trở lại. Thì đội bạn này tự nhiên lại thẻ đỏ. Vâng. Như cái trận trước đá với Crystal Palace chẳng hạn là ông Ayew bị thẻ đỏ mới bị nặng ấy nhé. Dạ. Nó làm gì mức độ đấy đâu. Nhưng mà kể từ sau nhé. Thế tôi mới nói là phân tích về mặt tâm lý mà nói. Cái trận đấu với Tottenham Liverpool là bị thiệt rất là nhiều. Bị đuổi người hai người này. Rồi còn bị tước mất cái bàn thắng hợp lệ này đúng không? Thì trận đấy là gây ầm ĩ trên mạng đi, rồi trọng tài là cũng thậm chí có ông England đấy còn được còn bảo là không được bắt cái trận nào của Liverpool nữa, nên nó tạo ra một tác động tâm lý, nên là mấy trận gần đây tôi thấy cảm giác là Liverpool lại được hưởng lợi. Đó, những cái quyết định của trọng tài là rõ ràng là mềm hơn, mặc dù cái tình huống đấy cái quyết định nó cũng có thể chấp nhận được, nhưng nói thật nha, nếu mà trọng tài bảo là không thì cũng vui vẻ chấp nhận thôi, chứ cũng không phải là có vấn đề gì tranh cãi lớn. Nhưng mà Liverpool lại được hưởng lợi, ví dụ cái tình huống Ayew mà bị thẻ hai thẻ vàng trong trận đấu vừa rồi là nặng. Báo cáo anh là trận vừa rồi Arteta ngồi trên khán đài bị phạt mà. Đấy, nói và sau cái trận vừa rồi là cũng có một vài tình huống .. đấy, nhưng mà ông ấy không có ý kiến gì cả. Thôi em rút kinh nghiệm. Có bài học rồi, không có phản ứng gì cả. Vừa mất vì tiền. Không, vừa mất tiền vừa bị phạt thiệt thân, chả được cái gì cả. Thôi chắc là cũng phải gọi là cũng tranh thủ tình cảm các anh Horadep với cả các anh điều khiển tí, chứ không ngờ mấy cái tình huống va nó chẳng có lợi thế nào. Thiệt. Bởi vì va thì va, nó vẫn có nhiều tình huống là cuối cùng nhận định của ông trọng tài là quan đúng quyết định rồi. Đúng rồi. Cái tình huống đấy, trận đấy thì Arsenal có hai tình huống gây tranh cãi. Một là Kai Havertz đưa được bóng vào lưới, nhưng mà đúng là khi mà check va lại thì bóng nó rơi vào tay Kai Havertz đầu tiên, sau đó mới rơi vào tay của anh kia. Đấy là tình huống gây tranh cãi. Còn tình huống thứ hai là Gabriel Jesus bị đá vào chân. Tôi nghĩ rằng cái tình huống đó có nhiều trọng tài sẽ thổi phen. Nó nằm ở trong cái khoảng nhận định của trọng tài. Vùng xám. Nhưng thực ra cái vòng đấy hay. Aston Villa tiếp tục thắng Arsenal 1-0, nhưng mà trận này Aston Villa không đá được hay như trận Man City. Đúng rồi. Mà đội đá hay hơn là Arsenal. Arsenal trận đấu đấy có tới tận 4 cơ hội rõ ràng để có thể ghi bàn, nhưng họ đều bị bỏ lỡ. Rồi. Trong khi đó thì Aston Villa không có một cơ hội nào thực sự rõ ràng. Đúng rồi. Nhưng họ lại ăn một bàn, mà cái bàn thắng tôi đã phân tích ở trên Libero ấy. Có nghĩa là họ phát động tấn công từ phần sân nhà, 13 đường chuyền từ phần sân nhà. Trái, phải, giữa, chuyển, xuống nách, trả ngược, ghi bàn. 13 đường chuyền. Có 10 người tham gia ở tình huống đó. Họ kiểm soát bóng 34 giây. Cộng và cả Arsenal chỉ chạy theo. Vâng. Không làm gì trong vòng. Vấn đề là sự đấy, may mắn nữa chứ. Còn đá đập người như thế nhỉ? Không đập người thế nào luôn. Vấn đề là cái quả bóng đó đây, anh nhìn lại là trong phòng ngự của Arsenal không hề thiếu người. Đấy, cứ chạy theo thôi. Cứ leo đéo chạy theo đối thủ thôi. Không tức là có hai người để chặn cái anh Bailey và hai người để chặn cái anh Makin ở trong. Cuối cùng vẫn thua. Không, nghĩa là không kịp làm gì cả. Không kịp làm gì cả. Cái trình độ phối hợp của người ta hay quá. Xử lý quả là hoàn hảo. Vâng, McGinn đang chơi cực hay ở Aston Villa. Nhưng cái sự khác biệt của McGinn với cả các cầu thủ dứt điểm của Arsenal ấy, đấy, anh McGinn anh ở một cái tư thế rất khó, nhưng anh xoay và anh cảm giác anh dồn hết lực anh dứt điểm và nó thành bàn. Trong khi đó thì anh Saka này rồi anh Odegaard, anh Odegaard ngon hơn thực nhiều. Thực ra mà nói là tôi cái ý của anh Nam là tôi rất là hiểu, và tôi nói là vấn đề của tôi là xoay quanh cái câu chuyện của Odegaard. Odegaard là một người mà trong cả đội hình của Arsenal bây giờ gần như là người mà tôi kỳ vọng nhất là sẽ ở cái tầm world class. Đấy. Đấy. Tất nhiên Declan Rice có thể lên đến cái tầm đấy, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ xếp cái lứa gọi là ổn định trước. Anh đã từng coi là đông mà. Đúng rồi. Thế nhưng mà trong một loạt những trận đấu gần đây ấy, thì tôi nhận thấy một điều rằng Odegaard nếu như cứ đá với cái kiểu cách như này ấy, thì anh ấy sẽ không thể vươn lên được. Gọi là vươn lên được. Tức là anh ấy phải có một cái đoạn tĩnh nào đó, đoạn lắng lại một chút. Tất cả những cái quả đá mà gần đây của Odegaard là nó đều thể hiện là hấp tấp. Là vội. Cái chuyện anh Tùng nói thì nhiều cầu thủ ở giải ngoại anh các vòng gần đây đánh mất mình bởi vì khốc liệt quá. Thực ra cảm giác của tôi bao trùm khi xem Arsenal đá với Aston Villa là hai đội đều bị hết pin. Đấy, chúng ta nói về cơ hội bỏ lỡ thứ nhiều thì đến hiệp 2 là rất nhiều tình huống lực bất tòng tâm. Rồi Newcastle một anh Trippier đang mấy vòng trước hay đến như thế, mấy vòng vừa rồi hết pin thôi.
anh đá biên mà anh không đá được. Đá bây giờ nó cường độ kinh quá. Cường độ cao quá và tức là không, nhưng mà tôi muốn nói chú là Odegaard là người mà có ảnh hưởng lớn trong cái sơ đồ chiến thuật của Arsenal. Anh ý kết nối, anh ý phối hợp, anh ý là cái điểm để chốt. Chắc chắn là như thế và anh vẫn sẽ còn là như thế. Thế nhưng vấn đề chỗ là bây giờ cái tĩnh một chút trong độ đâu đó khoảng 1% giây nào đó để mà lựa chọn ra cái khoảnh khắc hợp lý nhất để đưa ra cái cảm giác tốt nhất ấy, thì là cái điều mà chắc chắn là anh phải sửa lại. Mà nếu như bây giờ mà có thể thì tốt nhất là có khi anh đi quay lại Real ấy, gặp anh Zidane ấy. Tức là học một cái người mà người ta chỉ cho mình một cái chi tiết nhỏ thôi nhưng tĩnh lại một chút. Chứ còn nhanh đấy, chứng tỏ một điều rằng là nhanh đâu có phải là rất tốt đâu, đúng không? Nhanh trong thể thao là rất cần, nhưng mà nhanh quá thì nó thành ra toàn hỏng. Những cái cơ hội như thế mà nó phải đúng. Nó phải đúng. Nó phải đúng. Nó phải đúng. Bây giờ trở lại với trận Liverpool Man United. Bây giờ chúng ta biết rằng là cái thời gian ở đây Liverpool ghi rất nhiều bàn sau cái phút 9 phút bù giờ và phần cuối trận, đúng không? Bây giờ người ta nói là Fergie time, nhưng bây giờ chuyển thành Klopp time rồi đấy. Với cái số lượng bàn thắng ở dưới thời Klopp ghi vào cái giai đoạn cuối, đặc biệt là gần đây này, là bây giờ nhiều hơn cái số lượng nhiều hơn của Man United ghi thời Ferguson ở EPL rồi. Đấy. Klopp là 17 bàn rồi. 17, hôm nay cũng là 16. Đấy, nên là đều là những cái bây giờ gọi là Klopp time rồi. Nhưng bây giờ cũng phải nói thêm như thế này. Bây giờ cộng giờ nó nhiều hơn. Giờ nhiều thế đấy, 7 8 phút 10 phút thế mà. Sau phút 90 thì bây giờ nó thành 97 98, ngày xưa nó chỉ là 92 93 thôi. Nhưng mà khác nhau. Thôi nhưng đấy là một cái con số gọi như là để nói rằng là phải chơi đến tận những phút cuối cùng, phải tập trung những phút cuối cùng, phải không được từ bỏ, đúng không? Thì mới có thể lội được ngược dòng. Nhưng mà cái trận đấu này thì tôi nghĩ rằng Chelsea thì nó sẽ là kiểu khác đấy. Nó cũng tôi sợ rằng nó cũng phải quyết định ở những phút 90 đến 1 đâu. Sớm hơn. Thực ra thì nó cũng đúng thôi, ở thời điểm hiện tại thì em cũng khó. Tại vì ngay cả đã được tử thủ dưới thời Solskjaer, nhiều trận đấu họ chơi những trận đấu đỉnh cao hay, chấp nhận phòng ngự phản công và tận dụng tốt nhất những thứ gì mình có. Nhưng bây giờ thì thực ra là nói là bây giờ tốt bây giờ nhất nhá, của MU bây giờ cũng không biết nhưng là nhưng bây cái giờ gì. Thế này này, khi một con thú nó bị thương nó bị dồn vào chân tường. Và đây đội bóng MU bây giờ các anh biết thừa rồi, chính các anh là cổ động viên MU cũng không thể hình dung được mường tượng đội này nó thế nào. Có những cái lúc mà chờ đợi họ thắng nhất thì họ lại thua. Nhưng mà những cái lúc mà các anh đang nghĩ rằng là tự đương nhiên thua Liverpool nhưng khi lại họ đã hay, họ lại đã tốt, khi kết quả lại tích cực. Mặc dù đã đến Anfield thì khó. Bây giờ còn tìm ra 11 người đội hình chính thức đang còn khó mà anh. Cái chính, gai chấn thương thì bây giờ là trung vệ bây giờ cũng chưa biết ai, chắc là Lindelof và Varane thôi. Vấn đề cái chính là cái điều mà anh Nam đã nói đã đành đương nhiên rồi, không có người để mà xếp. Mà khi mà đã xếp xong thì vấn đề là lựa chọn cái giải pháp nào. Đương nhiên phải đá phòng ngự đúng không? Đó. Nhưng mà phòng ngự nó có phải là cái điểm mạnh không? Tức là bởi vì tổ chức phòng ngự như kiểu Solskjaer đã từng làm, thực ra mà nói Solskjaer là những cái trận đấu với Man City với Liverpool thành công là bởi vì là ít nhất nó phải được ra một cái dấu ấn nào đó, một cái nét đá nào đó. Đây là MU bây giờ thì điểm này là hôm nay có thể tốt được 15 phút, nhưng 15 phút đấy nó chưa đủ giải quyết vấn đề thì đã có đến 75 phút kia còn lại là nó rất phức tạp. Tôi nghĩ là khó, rất khó ở Anfield. Bây giờ nói thật kể cả đá Old Trafford với Liverpool cũng khó chứ không phải nói là gì. Bây giờ sân nhà sân khách thì toang như nhau. Và Liverpool 4-1 là sân nhà còn gì? Toang như nhau. Liverpool là đội bóng vẫn nằm quá chưa sót luôn. Chưa sót quá nhỉ, các anh chưa sót. Toang như nhau. Không, tôi nghĩ là trận đấu nó đây là vẫn là trận đấu derby nước Anh, nó cũng không thể là chuyện một chiều. Tinh thần người ta sẽ rất là cao. Bởi vì nó thật cái trận 7-0 năm ngoái nó làm cái gì nó đặc biệt thôi. Và nên nhớ rằng nhé, 45 phút đầu tiên không ai hình dung nó tỷ số là đến 2-0 ấy chứ không nói là 7. Các anh nghĩ xem, cái hiệp 1 trận là Anfield năm ngoái. Đến phút cuối cùng của hiệp 1, Liverpool mới ăn được một quả, đúng không? Đâu. Và trận đấu là cứ răng co. Đấy chính là vấn đề của... Nhưng sang đến hiệp 2, ông thua 6 quả. Vấn đề chính đấy là chính vấn đề của Erik Ten Hag. Trận Liverpool mùa trước là báo hiệu mùa này đấy. Bởi vì thế này, vấn đề là chúng ta nhìn đi nhìn lại câu chuyện của Erik Ten Hag là gì? Vấn đề là ông ấy điều chỉnh thế nào ấy. Ông ấy dẫn dắt cầu thủ để làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn. Còn tất nhiên trận thua là chuyện bình thường trong bóng đá. Thua là điều không có gì là đặc biệt cả. Đá bóng chỉ phải có thắng có thua. Thế nhưng mà cái lâm trận và cái sự thay đổi của Erik ten Hag ấy, nó đang bộc lộ vấn đề rất là lớn. Đội bóng không có giải pháp, cậu bóng không có cái thứ để có thể làm xoay chuyển một cái gì cả. Đấy là một điều mà chúng ta cảm thấy rất là nó khó cho cái việc mà MU có thể tốt cho một hiệp. Tốt ở đâu đó trong 60 phút, 70 phút nhưng nó hoàn toàn vẫn có thể trắng tay trong một trận đấu và đấy là điều cực kỳ đáng tiếc. Vâng, thôi thì bây giờ trận đấu này là trận đấu rõ ràng là mọi người quan tâm chú ý nhất ở cả châu Âu, chứ không phải là chỉ có mỗi nước Anh đâu. Liverpool gặp Man United trên sân Anfield, trận đấu diễn ra vào lúc 23:30 ngày Chủ nhật. Đó là trận đấu vào Super Sunday. Và nên nhớ rằng là cái khoảng thời gian mà Liverpool ghi bàn rất nhiều là khoảng thời gian từ 1:07 đổ đi.
là rất nhiều các bàn thắng được diễn ra ở thời gian đấy. Nên MU là cứ cẩn thận trọng. Thậm chí phút 90 rồi mà đang dẫn thì cũng mình như rất nhiều các bài học rồi, là phút dẫn trước Liverpool năm nay là đều toàn thua lại, có thắng được đâu. Đấy. Hay cẩn thận. Tuy nhiên thì tôi vẫn đánh giá đây là trận đấu mà nó không một chiều như cây nghĩ đâu. Các anh bây giờ các cổ động viên MU đang rất là bi quan bởi vì nghĩ rằng là Liverpool đang hơn hẳn. Liverpool năm nay cũng không hay đến mức độ đấy. Vâng. Họ may nhiều hơn chứ không hay đến mức độ đấy đâu. Nhưng thực ra thì tôi thấy rằng Liverpool họ chỉ gặp khó trước những cái đội phòng ngự với cái chiều sâu, thậm chí là những cái đội tuyển thủ sân nhà, thì năm nay Liverpool khó trong cái việc khai thác và tìm kiếm những bàn thắng, bởi vì những cái nhân tố đột biến nhất tràn tấn công của Liverpool thì bây giờ Salah cũng bắt đầu xuống rồi. Anh ấy được kỳ vọng là ghi bàn thắng thứ 200 cách đây 3 vòng đấu cơ, nhưng vòng bây giờ, vừa rồi mới ghi được. Dạ đấy. Rồi Darwin Nunez thì cũng cả tháng rồi là mới ghi được một bàn từ đầu tháng 11. Nhưng mà thực ra anh này lại tôi lại thích cái chỗ này. Là cái tinh thần và đúng cái đóng góp vào lối chơi rất nhiều. Vâng. Ông này cũng chạy kinh lắm. Mới hơi đen nữa. Dạ. Tháng vừa rồi thì đến 3-4 lần sút vào xà mới cột. Thế nó là đen thôi. DH năm nay thì cũng chưa hay nhất như cái thời kỳ phong độ đỉnh cao của anh ấy. Mà trận tới thiếu Alistair cũng là một cái vấn đề đấy. Bởi vì anh ấy đang giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ là cái việc phát động tấn công đâu, mà anh ấy là người giữ cái sự cân bằng trong đội hình. Anh Chen có lên được là nhờ có anh Mark Alistair đứng lại. Những trận vừa rồi là anh Chen là lúc Mark đau là ông Chen đá luôn vị trí đấy. Vâng, đá luôn vị trí đấy. Có lúc Chen với cả Gomez đá vị trí đấy luôn. Ông Gomez là vào cánh phải nhưng mà vẫn tràn luôn vào đấy luôn. Còn ông Chen thậm chí đang đá tiền vệ trung tâm được trái luôn. Đúng rồi đấy. Vâng, cái đấy cũng là cái khó của họ. Và cái quan trọng là họ không có nhiều những cái tình huống đột biến ở 1/3 phần sân đối phương. Mà bây giờ họ cũng là khai thác tình huống rồi, họ cũng chờ đợi những cái sự tỏa sáng cao nhất, đặc biệt là những tình huống họ đẩy lên với đá với cường độ cao những phút cuối trận thôi. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà Man United tỉnh táo tiếp cận ấy mà đá kiểu cù cưa ấy, là có cơ hội ăn liền. Chắc chắn là trận này Liverpool sẽ là chưa là, thấy MU thời Erik ten Hag đá trận nào cũng kiểu đấy hay anh Huy nhỉ? Vâng, cái kiểu tương kế tự kế xong rồi nắm bắt đọc trận đấu kiểu đấy thì ten Hag chưa làm được. Vào cái thế khó cầu thủ họ nhiều lúc họ bảo nhau đá thôi. Bây giờ là dồn vào chân tường thôi đi nữa. Đúng không? Mà bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là MU các đội MU ấy này nó có cái hay là cũng có truyền thống là hay cứu thầy vào những cái lúc anh em tưởng toi rồi. Thời Solskjaer cũng thế và thời ten Hag cũng thế đúng không? Mấy lần thì ông tập Mark Tominay nam cũng rất là hay ghi bàn, nhưng ông này ông đá chính thì lại rất dở. Ông được thay vào thì hay nhỉ? Không, thực ra thì cái anh này là anh ấy hay ở những cái thời điểm mà anh ấy dám lao lên phía trước và nhận bóng ghi bàn thôi. Chứ còn nếu mà xét về tổng thể tất cả mọi thứ ấy, thì anh không hay. Anh không phải là người dẫn bóng thoát pressing tốt. Anh không phải là người luân chuyển trái bóng hay đâu. Anh ấy chỉ nói tóm lại là nó gọi là thật sự là hết sức là mong manh trong cái chuyện này. Dấu ấn trong thời điểm thôi. Chớp vào thôi đúng không? Chớp cũng cơ hội tốt. Son nữa thôi. Đợt này Arabat đang lấy lại phong độ một chút trong cái việc phòng ngự. Và bây giờ anh đang là cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa. Trận tới này anh là người quan trọng nhất ở tuyến giữa rồi. Còn ai nữa đâu ạ? Nhìn chung là cái với cái kiểu cách đấy, cái phong độ đấy thì không thể nói rằng là hôm nay anh ấy sẽ hay được. Thôi nhưng bây giờ này thật là với fan MU bây giờ thì thua thì cũng quen rồi. Nhưng mà nếu mà trận này mà có điểm trước Liverpool, tôi vẫn dự đoán một hòa hoặc là thậm chí là thắng ấy thì nó có khi nó lại là tinh thần nó lại khác. Thực ra đến tôi cực kỳ tiếc cái trận 4-1 vừa rồi. Nó là bước mặt đấy, trận vừa mà thắng là cửa đua top 4 sang lắm. Là ngon, nhưng mà nói thật là Bournemouth trận vừa rồi người ta chơi hay. Bournemouth là đang là đối thủ cực kỳ khó chịu. Và như tôi nói lúc đầu chương trình ấy là trước khi gặp MU họ thắng 3 trận và hòa 1 trận. Không đơn giản đâu, họ thắng Newcastle nhé. Đúng không? Hòa Aston Villa nhé. Nên là cái việc điểm của đội nhóm trên hết. Và nên họ thắng MU thì cũng mặc dù là đây là lần đầu tiên tại Old Trafford luôn đấy, thế nhưng đúng mà rồi. Cũng không là lạ với cái phong độ hiện nay của họ đâu. Họ đang là chơi rất là hay đấy. Và Liverpool cũng sau 1-2 vòng nữa là cũng gặp cái ông đấy. Mà sân của Bournemouth cũng dễ thế nào. Thôi dự đoán tí nhá. Nottingham Forest đá với cả Tottenham, tôi đoán hòa 2 đều thôi. Ông Tottenham này thì trận vừa rồi thì rất là hay, thế nhưng mà cũng dễ thủng lắm. Đấy. Còn Newcastle thì cái trận vừa rồi là nó cũng toang, nhỉ, đúng là toang. Newcastle vấn đề lớn nhất của họ là không có người. Không có người. Họ mỏng quá. 11 người họ đá 4-5 trận liên tục rồi không thay luôn. Phát là thậm chí có người thay vào những cái đội 2 cũng dở lắm. Vâng. Đấy, gần đây thì có sự trở lại của anh Callum Wilson thôi, chứ còn trước đó 4 trận là 11 cái tên trong đội hình chính thức ra sân như nhau. Tôi đoán hòa 2 đều đấy. Tôi đoán là 3-1 cho Tottenham. Tôi thì tôi đoán 3-0 cho Tottenham tinh thần. Nhưng mà tôi thích Tottenham vào thời điểm hiện tại. Đá điên thật. Đá thích. Đá điên thật. Đá như kiểu Liverpool cái thời kỳ đỉnh cao anh ạ. Tư duy của ông Postecoglou. Mà họ tấn công chất lượng. Xong cực hay luôn.
Song đúng là một trong những thời điểm chơi hay nhất ở ngoài Anh bây giờ. Rồi. Đấy, như giống như anh Huy nói, Kieran Trippier là cầu thủ xuất sắc nhất 3 vòng đấu trước, nhưng vòng vừa rồi anh ấy cho mất điện luôn. Qua quả nào là qua quả đấy, thích qua quả nào là qua quả đấy. Anh Huy nào? 3-1 cho tôi hàng. 3-1 à? Với Chelsea với Sheffield, tôi đoán Chelsea thắng 3-1. Chelsea này cứ thua xong lại thắng mà. Dạ, 2-1. Tôi đoán là Chelsea thắng 2-1. Với Sheffield đội cuối bảng này. Tôi đoán 2-0 cho Chelsea. Manchester City với Crystal Palace, tôi nghĩ 3-0 cho Man City. Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi nghĩ là 2-0 thôi, bởi vì chắc Erling Haaland đã trở lại kịp. Trở lại rồi, đã trận vừa rồi rồi. À. À, tôi đoán Man City thắng 3-0. Arsenal với Brighton, tôi nghĩ là Arsenal thắng 2-1. Tôi đoán là Arsenal thắng 2-0. Brighton thực ra vào thời điểm này thì không còn cái độ nhiệt như đúng ở đầu mùa nữa. Thứ hai sân nhà thì Arsenal có thể sẽ dễ thở hơn một chút. Cảm giác là như vậy. Và nên thắng đi chứ. Và cái thắng này nó quan trọng ở chỗ là nó có thể tạo ra một cái sức ép cho Liverpool. Đúng không? Không, tôi nghĩ là cái năm này cái ngôi đầu nó sẽ thay đổi liên tục. Nhiều lắm. Thay đổi nhiều lắm. Tôi đoán Arsenal thắng 1-0. Liverpool với Man United, tôi đoán Liverpool thắng 2-1. Nhẹ nhàng. Tôi là dự đoán của một cổ động viên, 1-1. Tôi là dự đoán đúng hoàn toàn như tinh thần cổ động viên. Ở diễn đàn này là tôi chưa giờ đoán MU thua 0-2, nhưng mà trận này tôi đoán thua 0-2. Liverpool thắng 2-0. 2-0. Lille với cả Paris Saint-Germain, tôi nghĩ rằng là hòa 1-1 thôi. Paris Saint-Germain vừa đá C1 xong về mệt đấy. Tôi nghĩ là Paris Saint-Germain vẫn thắng 2-1. Tôi cũng nghĩ như thế. 2-1. Tôi cũng cho rằng 2-1 cho PSG. Bayern Munich và Stuttgart. Stuttgart vừa rồi cầm hòa được Leverkusen đúng không? Và bây giờ họ tiếp một đối thủ lớn khác là Bayern, nhưng Stuttgart đang có phong độ tốt đấy. Tôi nghĩ Bayern thắng 1-0. Tôi cũng nghĩ là Bayern thắng 2-1. 2-1, tôi nghĩ 2-1. Đợt này hàng thủ của Bayern cũng không ổn lắm. Tôi đoán 2-0 cho Bayern Munich. Lazio với cả Inter Milan, tôi nghĩ là Inter thắng 2-0 trên sân Lazio. Inter đang hay lắm, đang bay. Tôi đang nghĩ là 2-1 cho Inter. Tôi cũng nghĩ như thế, 2-1. Tôi đoán là 2-2 trên sân Lazio. Barcelona Valencia, đá trên sân Valencia, tôi nghĩ Barcelona sẽ thắng 2-1, nhưng nên nhớ là Barca trận trước thì thua Girona. Thua 2-4. Hai trận liên tiếp rồi. Và thua vừa C1, rồi lại thua cái C1 2-3. Nhưng mà thực ra C1 thì họ cũng xong rồi, thế nên là họ đã đầu bảng rồi nên là Xavi cũng đang lên tiếng là nhận trách nhiệm rồi. Nhận trách nhiệm rồi. Nói chung là chưa đá dở lắm. Chưa bị sa thải là bởi vì thành tích mùa trước ấy. Mùa trước mới cả mất cái Gavi, mất cái cầu thủ này nó cầy kinh quá, bây giờ mất Gavi rất dở. Từ đó là Barca thắng 1-0. Tôi đoán Barca thắng 2-1. Tôi đoán 1-0 cho Barcelona. Còn Real Madrid với Villarreal, tôi nghĩ là 3-1 cho Real Madrid. Tôi đoán là 2-0. Vì tôi thấy canh đoán 2-0 hết cả rồi mà. Tỷ số an toàn lắm. 2-1. Tôi đoán 2-0 cho Real. Hàng thủ của Real này cũng hay để thua lắm. Hay thủ. Rồi, cảm ơn canh, cảm ơn các bình luận viên. Thưa quý vị và các bạn, như vậy cuối tuần này thì các trận đấu ở sân cỏ châu Âu đang rất là hấp dẫn, và đặc biệt ở giải Ngoại Anh, trận đấu đại chiến nước Anh giữa Liverpool và Man United sẽ diễn ra vào lúc 23:30. Tại sân Anfield, chúng ta sẽ không thể bỏ lỡ được trận đấu này. Còn bây giờ chương trình chúng tôi xin được kết thúc đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.